Đây là quán bún đậu mắm tôm Long Xuyên nổi tiếng nhất thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bán từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ hàng ngày, tới 12 giờ đêm, từ 30 ngàn một phần tới 40-50 ngàn một phần theo đầu người các bạn. Đây là cái gánh hàng trưng bày của quán. Đây là quán bún đậu Long Xuyên, là không có chi nhánh khác nha các bạn. Đây, đây bà cô đang múc cái món ăn kèm là cà pháo ngâm chua cay. Đây là nước chấm bún đậu. Các bạn có thể thấy là rất là đông rồi. Đây là bún nè, đang được chuẩn bị gần xong. Khách thì đang vô nườm nượp. Bánh đúc rồi con. Bánh đúc. Rồi, cảm ơn con. 62.
một cái mẹt đại thế này là 200.000 dành cho suất ăn 4 hoặc là 5 người, thì sẽ có một cái mẹt nhỏ với giá 100.000 dành cho 2 hoặc 3 người các bạn. Cái này là bánh đúc, bún, bún tươi, thái cục. Đây là thịt ba chỉ. Cái này là lòng, cái này là dồi, là bánh cốm, phá lấu và cả chả ram nữa các bạn. Đây là bì mắm tôm và các gia vị để pha trong một chén nước chấm của bún đậu Long Xuyên. Ở đây là phần mắm tôm để khách mang về. Đây là đậu hũ tươi, chị đầu bếp đang xếp lại để mà bỏ lên chảo rán cho khách. Thank you.
em sẽ bỏ hai ly trà đá rất là to. Đây, nhân viên đang bê lên cho khách trên lầu sân thượng mát mẻ các bạn. Đó. Phong cách bán rất là nhanh, rất là lượm lượm khách, làm luôn tay. Các bạn có thể thấy những cái mẹt đồ luôn được lên rất là nhanh. Rất là đông. Đây là sảnh trong nhà. Đây là bún. Bún được sắc cuộn ra. Chú ơi, cho con hỏi chú với lại em có hay ghé đây ăn không ạ? À, thịt vàng. Chú ăn ở đây thấy thế nào ạ? Vâng. Chú thấy giá thành ở quán này thế nào chú ơi? À, giá thành ở đây là chấp nhận được. Dạ, rất là chấp nhận được ạ. Thì chú ăn ở đây lâu chưa vậy ạ? Chú ăn một năm nay. Một năm nay ạ? Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. Quay đi cho người ta quay. Con tôm sẽ được nặng thêm tắc vào, thêm ớt nếu mà mình ăn cay. Loại mẹt sẽ có thêm một đĩa cà pháo rất là tươi, rất là giòn, ngâm chờ chú cay. Em chào anh chị, em chào cả gia đình. Đây em hỏi là anh chị có hay ăn ở đây không ạ? Anh chị ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Quán được mở được 5 năm rồi, ăn 3 năm rồi. Anh thấy ở đây nó khác ở mấy quán khác như thế nào ạ? Đồ ăn thì ngon, phong phú, thái độ tiếp đón rất là lịch sự. Dạ. Ví dụ như mình có người xem thì đại kia thì hướng dẫn rất tận tình. Dạ. Rất là biết cách chăm sóc khách hàng. Dạ, rất, dạ. Ở dịch vụ ở đây rất là tốt phải không chị, từ nhân viên tới chủ. Còn về những cái gia vị ở trên cái mẹt của chị thì gì đấy so với quán khác thế nào, nó ngon hơn hay không, hay là nó nóng hổi hay là gì không ạ? Mình cũng ăn cái món này ở nhiều chỗ khác rồi. Thấy là thứ nhất là rau là sạch, thấy rau là cái khay mình rửa rồi rất là sạch. Rồi các cái món trong đây thì cũng trong cái khay thì cũng rất là đa dạng. Dạ. Yeah. Ở trên này chắc cũng phải 5, 7, 8 món gì đó. Dạ. Yeah. Gia vị thì vừa miệng. Ở đây mình có thể có để gia vị để mình tự nghĩ mình pha thêm cho nó yeah. Yeah. Thì thành phần của cái mẹt là nó nhiều hơn và nó tươi nóng hơn là chỗ khác đúng không chị ạ? Chị anh dạ dạ dạ. Chị cho em hỏi về cái giá thành ở đây em chị thấy thế nào ạ? Giá cũng rất là bình dân. Dạ dạ, rồi em cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Đây, trước khi ăn là sẽ được một dĩa cà pháo ngâm chua ngọt, một chén mắm tôm, thêm cái ớt sắc hoặc là đường để cho các bạn pha thêm với lại sắc. Khách đang pha nước chấm của bún đậu mắm tôm Long Xuyên. Đánh đều và tan ớt và đường để cho nó dịu bớt cái mùi mắm tôm rất là đặc trưng nha các bạn. Là quán bún đậu bún tôm mắm tôm Long Xuyên nổi tiếng nhất thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Thì cô chủ là tên là Xuyên và quê ở Long Xuyên luôn, nên là đặt tên là quán là bún đậu Long Xuyên. Cũng chào bà ơi, cho con hỏi là quán năm nay là bán là được bao nhiêu năm rồi bà? 5 năm rồi. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 8 từ 6 đến 8 đến 12 giờ tối. Dạ. Tại sao đặt tên là quán bún đậu Long Xuyên bà? Tên là Long Xuyên, quê ở ngoài Long Xuyên luôn. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Bà
ơi, cho con hỏi một phần bình thường là quán bán bao nhiêu tiền ạ? Một phần đó thì bán 50 ngàn một phần. 50 ngàn một phần ạ? Nhưng nếu ai mà muốn ăn một lần, 30, 40 tùy theo. Và là tùy theo cái gia vị bỏ trong cái mẹt muốn bún đậu từ 30 tới 50 ạ? Ít hơn thôi là nhiều hơn. Dạ dạ rồi, con cảm ơn ba nhiều. Đây là phần trên sân thượng rất là mát, trên lầu 1 của quán bún đậu Long Xuyên. Khách đang dùng nước chấm sẽ được pha thêm muối ớt hoặc là với lại tắc hay chanh để chấm với rau đi kèm với món trong quán mẹt không mẹt. Đây khách đang nhân viên đang mua mang mẹt bún đậu cho khách. Đây là quán bún đậu mắm tôm Long Xuyên các bạn, rất nổi tiếng ở Biên Hòa. Thì khách đang vô. Anh ơi cho em hỏi anh ghé đây ăn đã nhiều chưa ạ? Hai lần rồi. Hai lần ạ. Anh thấy gia vị ở bún đậu mắm tôm Long Xuyên thế nào ạ? Nó ngon như cái gì ạ? Cái này là anh nói to to giùm em tí nữa. Đây là đậu hũ anh ơi. Nó ngon à. Nóng nhất ở đây á, tại vì nó nóng. Tức là chỗ khác là nó chín sẵn rồi nó cắt. Tức là ở đây nóng hổi hơn là mấy chỗ khác, là chỗ khác nó nguội hơn à. Còn nó khác có gì khác ở quán bún đậu mắm tôm khác không anh? Đây mình tại heo giỏi. Heo là dạ. Ở đây là cũng nhiều thành phần nhưng mà anh thấy giá thế nào ạ? Hợp lý với lại rẻ nên anh thường xuyên ghé ăn ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Đây, đầu tiên là dưa leo.